Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yếm Thanh Bãi 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Phải nói là lâu lắm rồi thì lại tiếp tục có hàng về tại cửa hàng bên em. Nhưng mà các bác yên tâm nhá, dù đợt này thì hàng tuy nhỏ giọt thôi, nhưng mà bộ nào bộ đấy đều rất là chất lượng và cũng rất là đẹp nữa. Tiếp tục trong lô hàng đấu giá mạng Nhật ngày hôm nay thì em cập bến được 3 mẫu giảm chung cho anh em nào mà bày trong phòng ngủ này hoặc là phòng khách nhỏ. Đằng sau thì sẽ có hai bộ giàn rất là quen thuộc với bác nào mà hay theo dõi kênh YouTube bên em rồi. Đó chính là đời nông F102, một cái mẫu giàn chung đời mới rất đáng để tham khảo cho phân khúc từ 10 đến 15 triệu. Và đằng trước thì sẽ có một cái bộ phải nói là siêu VIP, siêu cấp Pro của Kenwood luôn. Đây là một cái mẫu giàn high-end rất đáng để sưu tầm, và đó chính là Kenwood K1000. Mẫu này thì em cũng đã có rất là nhiều những clip test và clip hàng về giới thiệu trên YouTube rồi. Anh em có thể lên kênh YouTube mình tìm kiếm lại với cái từ khóa là Kenwood K1000, nữ hoàng phòng ngủ, Yến Lâm Thanh Bãi là ra tất cả những clip liên quan đến cái bộ siêu phẩm này nhá. Và rồi, và như thường lệ thì nếu các bác đang xem clip mà thấy ưng ý cái bộ giàn nào thì có thể liên hệ số điện thoại của bà chủ Yến là 0934 683 013 để mình tiến hành đặt hàng những cái bộ này luôn. Và như ở phần cuối clip thì hôm nay em sẽ có thêm một số chương trình đĩa CD gốc cho anh em này. Hôm nay thì em có bộ hai đĩa test loa của nhóm Tannoy và cái cả nhóm Audio Phim Biên Hòa Đồng Nai, bộ 3 đĩa Hát Cho Người Tình Phụ Chế Linh đĩa gốc của Làng Văn này, với cả 3 đĩa của Randy. Thì bác nào quan tâm thì có thể tua đến phần sau của clip để mình xem thử nhá. Trở lại với những cái nhân vật chính ngày hôm nay là ba cái mẫu dàn chung này. Thì cái mẫu trên 20 triệu này, mẫu cao cấp này thì em sẽ để dành ở cuối cùng nhá. Em sẽ quay hai cái bộ đồ nông F102 đã. Hai bộ ngày hôm nay thì em đều về phiên bản là 3 thớt. Đầu tiên thì sẽ có âm ly này là không thể thiếu rồi này. Âm ly, một cái phần đầu đĩa CD với cả một cái phần trên cùng là thớt băng cassette. Các thớt này thì em đều đã test chạy hoàn hảo và rất là ngon lành rồi, các bác cứ về mình sử dụng thôi. F102 là một cái mẫu dàn chung phiên bản nâng cấp của F100. F100 là cái dòng mà tầm khoảng 10 triệu à. Cái dòng đấy là tầm khoảng 8 đến 10 triệu đấy, anh em rất là thích đấy ạ. Nhưng mà cái phiên bản nâng cấp này thì đương nhiên nó cao tiền hơn, nhưng mà cũng rất là sáng giá hơn, bởi vì chất âm của nó có độ bát, nó đã tròn trịa và nó sâu hơn rất là nhiều so với người tiền nhiệm rồi. Và đặc biệt là em rất là thích cái hình thức mới của cái bọn đời nông F102 này nữa, khi mà các thớt của nó có được làm vát cong rất là nhẹ nhàng này, các bác nhìn thấy không nhở, vát cong rất là đẹp, mặt là mặt nhôm xước luôn, trông cực kỳ là sang chảnh, đi cùng với cái đôi loa màu nâu gỗ vuông thành sắc cạnh cực kỳ, và sờ phải nói là mềm mịn như da em bé luôn. Sờ những cái loa chất của loa của đời nông phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Và loa con này đương nhiên nó cũng sẽ nặng hơn và công suất nó nhỉnh hơn so với loa của bọn đời nông F100 phiên bản cũ. Nói chung là với phòng ngủ, bác nào mà muốn chơi những cái bộ dàn có thể nói là mẫu dàn chung đời mới đi, thì chơi những con F102, F100 này rất là hoàn hảo luôn. Hình thức đẹp, chất âm hài hòa, dễ nghe, chơi nhạc bolero, trữ tình đều đáp ứng được rất là tốt. Và bộ này thì các bác cũng có thể chỉnh thêm cho mình là cái chế độ bass này, chỉnh chép này, và chỉnh độ super dynamic bass, tức là giải siêu trầm mình chỉnh ở trên âm ly này. Và với những F100 hay F102 thì đều bắt được FM108, mình dò được tất cả các đài Việt Nam luôn, rất là tiện lợi. Cái bộ phiên bản bên này thì đặc biệt hơn một chút so với bộ bên cạnh, đó là cái phần CD của nó là em đã nâng cấp lên F107, tức là con này nó có thêm USB. USB này thì sẽ hỗ trợ cho anh em đọc file lossless này, hoặc là mình cắm dây cáp sạc từ iPhone, iPad mình chuyển nhạc qua đây luôn, rất là tiện. Cả hai bộ đều rất là long lanh các bác nhá. Giá phân khúc khoảng từ 10 đến 15 triệu đấy ạ. Rất là đẹp. Em sẽ quay đằng sau luôn để các bác xem qua máy đằng sau nó có đẹp như đằng trước không nhá. Đây. Rất là long lanh luôn. Vì những cái bộ này là cái giá phân khúc đời mới mà, cho nên là hầu hết là những cái bộ này về đây máy cũng rất là đẹp luôn rồi. Và các bác lưu ý vẫn là điện 100, tức là hàng dùng trong thị trường Nhật. Các bác là nhớ mua thêm Dior đổi nguồn điện cho em nhá. Con này thì đầu CD nó có cả cổng cáp quang, nhưng mà cáp quang ra không phải cáp quang vào đâu, anh em lưu ý giúp em. Còn đây là các cổng kết nối ở phía âm ly của nó đây. Bộ này thì sẽ có rất là nhiều cổng vào analog thêm này. Bên này là cổng cắm anten FM với cả một cổng ra súp điện, thì các bác có thể cắm thêm súp điện để mình tăng thêm âm trầm cho bộ này nếu mà mình thích xem phim. Công suất loa thì vào tầm 60W một loa, trở kháng là 6 ohm. Lỗ thông hơi phía sau các bác nhá. Đây là phía sau của cái bộ F102 thứ nhất này. Còn bộ F102 thứ hai xem có đẹp không này. Rồi, cũng rất là long lanh luôn. Anh em nhìn rõ chưa nhỉ? Chất âm đờ nông nhẹ nhàng, tinh tế. Con này thì ngoài nhạc vàng bolero ra thì các bác cũng thể chơi những cái nhạc trữ tình hoặc nhạc acoustic trên cái bọn đời nông F102 nhá. Con này tiếng nghe acoustic, tiếng guitar nó nảy hay lắm đấy ạ. Xuống dưới cái bộ
em để dành đến cái phần này đây, đó là cái bộ phải nói là siêu cấp luôn và cũng là một trong những bộ dàn có thể nói là dàn chung gần như là đắt nhất ở bên em luôn á. Con này thì phân khúc giá khoảng trên 20 triệu nhưng mà rất đáng chơi, đáng sưu tầm. Bác nào mà đang muốn tìm một cái bộ dàn chung cao cấp mà để trong phòng ngủ mà mình muốn cái hình thức nó nhỏ gọn, nó không quá nhiều thớt hay là cái đời cổ như cái mẫu như là những mẫu Kenwood 502, 702 có thể tham khảo thử con K1000 này. Con này thì phải nói là từ hình thức đến chất âm đều không có gì để chê luôn đấy ạ. Đi sâu hơn vào cái bộ K1000 này thì cái phần âm ly của nó đây là một trong số ít những cái âm ly của dàn chung mà tích hợp được giải mã DAC trực tiếp 24 bit, rất là tiện. Đồng thời ở trên cái mặt thớt này nó cũng sẽ có cái núm chỉnh clear, tức là cái chế độ lọc âm sắc, nó cho âm thanh nó bớt tạp âm đi và nó trong sạch hơn. Đây là một cái biến thể mới của công nghệ Class A, đây là gọi là clear. Ngoài ra thì ở trên khiển, bộ này nó về được hai khiển xịn, thì một phần khiển là cho đầu đĩa CD này, một phần khiển là dành cho âm ly, thì các bác có thể chỉnh thêm bát, trung, chép từng tần số ở trên cái âm ly này. Nó chỉnh rất là cụ thể, rất là sâu luôn, như một cái EQ điện tử thực thụ vậy. Phần CD của nó thì cũng là cái thớt mặt nhôm cho nó đồng bộ với cả cái âm ly. Mặt nhôm xước rất là đẹp và trông ngoài ánh nắng này nhìn nó lại càng lộng lẫy hơn, đúng không ạ? Bộ này bày trong phòng khách các bác phải nói là đẹp hoàn hảo luôn ấy. Đó, đây là em đang quay ngoài trời thôi, còn vào căn phòng các bác cái bầu nó trông nó còn trung thực và đẹp hơn rất là nhiều. Đôi loa con này trông thế thôi, tuy nhỏ gọn hơn những cái mẫu như là Kenwood 502, 702, nhưng mà cái loa con này cầm lên cũng rất là nặng, rất là đầm tay, bởi vì nó là loa gỗ MDF chống ẩm và phần bên ngoài nó phủ được làm vát cong với cả nó phủ một cái lớp vernier giả vân gỗ rất là đẹp. Ủa sầu cũng rất là thích tay luôn các bác ạ, cầm lên cực kỳ đầm tay nữa này. Toàn bộ gân các thứ đều là gân cao su zin các bác nhá, máy móc là bảo hành là zin nguyên bản toàn bộ cho anh em. Với những mẫu cao cấp như này thì bên em phải bảo hành rất là kỹ, cũng như là phải bảo đảm cho anh em là hàng về nó phải nguyên vẹn như vậy, nó phải zin nguyên bản như vậy, bởi vì đây là những mẫu đắt tiền rồi mà, thì ngoài cái việc mình chơi mình thưởng thức thì mình còn có giá trị sưu tầm nữa. Anh em đã nhìn rõ hình thức bộ ngày hôm nay chưa nhở? Phải nói là không có gì để chê luôn. Anh em nào mà thích nghe clip test của cái bộ này thì có thể lên kênh YouTube bên em mình tìm kiếm lại nhá. K1000 nữ hoàng phòng ngủ. Yến âm thanh bãi là ra tất cả những clip liên quan đến bộ này rồi. Ê, căng các thứ còn rất là đẹp, rất là zin, không hề bị rách đâu này. Bộ này thì em sẽ khuyến khích các bác chơi trong không gian phòng khoảng từ dưới 30m, từ 25 đến 30m, bởi vì bộ này mình bật càng nhỏ nó lại càng hay, càng thấy cái độ chi tiết và độ trong trẻo trong cái âm sắc của bộ này, chứ nó không phải thuộc diện những cái bộ mà cứ bật to xà xã như là những cái bọn 502, 702 đâu nhá. Bộ này thì nghe nó tinh tế hơn, nó trau chuốt hơn. Thật là chính là mình bật càng bật nhỏ lại càng thấy âm thanh của nó nảy tách bạch cực kỳ. Phải nói là bộ này là một trong những cái bộ dàn chung mà có âm thanh ấn tượng nhất tại cửa hàng bên em luôn đấy ạ. Không hổ danh là phân khúc high end của hãng mà. Cho nên là những cái gì mà tinh túy nhất của Kenwood thì hầu hết là bộ này nó tập hợp hết luôn rồi. Ở đằng sau của nó đây, cái loa anh em nhìn thấy cái đường vắt cong của nó chưa nhỉ? Đó, rất là đẹp, rất là tinh tế này. Lỗ thông hơi phía sau luôn này. Công suất loa là 80W, trở kháng là 6 ohm. Hai thớt của nó đây các bác nhá. Nhìn này, rất là đẹp, các cọc AV và cọc giác đều được mạ vàng này. Các cổng vào cáp quang đây, cáp đồng trục trực tiếp luôn đây, giải mã 24 bit. Các cổng vào analog này, có cái phần cắm antenna với các em, nhưng bộ này là 90 thôi, lại không có đài Việt Nam, hơi tiếc một chút. Chỉ có một số mẫu dàn Nhật mới bắt được đài full 108 thôi. Phần CD của nó đây, máy cũng còn rất là mới, phải nói là không có gì để chê về cái phiên bản K1000 ngày hôm nay anh cập bến. Cái này thì đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo, bác nào mà có điều kiện chơi hẳn bộ này luôn, không phải lo chuyện nâng cấp, vì đây là một trong những mẫu dàn chung cao cấp nhất của Kenwood luôn rồi. Xong những mẫu dàn chung ngày hôm nay thì em tìm đến cái phần đĩa CD. Em biết rằng là các bác đợt này thì đang dịch mà, cho nên ở nhà mình nghe nhạc cũng nhiều hơn, thì hôm nay thì clip nào em sẽ cố gắng bổ sung thêm những cái chương trình đĩa như này thì các bác ở xa ở gần đều có thể tham khảo. Mình đã mất tiền mua dàn đắt tiền rồi thì sao không bỏ tiền ra mua thêm những cái đĩa này để nghe mình thẩm âm, dù sao nghe đĩa nó vẫn hay hơn nghe nhạc mạng rất là nhiều. Đầu tiên thì như em vừa nói, em có hai cái đĩa chương trình test loa. Cái này là nhạc thể loại nhạc nước ngoài và nhạc dành cho audiophile, tức là để mình thử trên những cái bộ dàn high end đấy ạ. Và chỉ những bộ high end đắt tiền thì mới thể hiện rõ được cái chất âm hay và chất âm sắc nét của những cái chương trình đĩa này mà thôi. Chương trình Tannoy phát hành bởi VNAV, phiên bản 2020. Em chỉ còn khoảng chục chiếc thôi. Cái này là bán vì đam mê thôi đấy ạ, chứ không lãi lời gì đâu những chương trình này. Cái này thì dành cho bác nào mà thích nghe kiểu nhạc nước ngoài nhá, nhạc high end thôi. Còn nếu mà bác nào mà không nghe quen thì gọi này là thì em cũng không khuyến khích lắm. Cái này em đang giao với giá là 250 các bác nhá. Đĩa gốc xịn này, phát hành bởi cái nhóm VNAV, thậm chí là thử trên những loa Tannoy luôn đấy ạ, phiên bản 2020. Còn tiếp đến thì trong năm nay 2021 thì có
đĩa mới của nhóm Audiophile bên Hòa Đồng Nai. Nhóm này cứ mỗi năm lại ra một cái album để thẩm âm test loa như này. Trong này thì cũng rất là nhiều ca khúc high end và cái nhạc nước ngoài. Trong này có cả nhạc giao hưởng, nhạc hòa tấu lẫn nhạc có lời luôn các bác nhá. Cái này thì đang giá là 180 này. Đây. Audiophile Liên Hòa Đồng Nai cộng tác với cả Audio Space phát hành cái đĩa này. Ở dưới nữa thì em đang có 3 chương trình đĩa gốc của Chế Linh. Và đó là cái loạt album Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ rất là kinh điển. Cái loạt album này phải nói là cái loạt album hay nhất của Chế Linh luôn đấy ạ. Và đã làm nên tên tuổi của Chế Linh ở làng văn. Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ 1, 2, 3. Đĩa gốc thì nó sẽ có tem phát hành chính hãng của làng văn đây các bác nhá, có giá là 250. Hát Cho Người Tình Phụ 1 này, với những ca khúc như là 10 năm tình cũ, giọt lệ sầu, một lần cuối, sao đành xa anh, thành phố mưa bay, toàn những cái bài phải nói là đỉnh cao luôn của Chế Linh luôn đấy ạ. Cái phôi gốc của nó đây các bác nhá, các bác nhìn thử giúp em cái phôi 250 đĩa gốc của làng văn đây, là phôi sọc chuẩn này, có in tên ca sĩ ở trong lòng đĩa này. Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ 2, toàn những bài hay. Nửa Đời Yêu Anh, Tuyệt Tình, Tình Buồn, Lời Buồn, Bài Buồn Cho Em này, bài Không Tên Cuối Cùng, Sang Ngang, Bây Giờ Tháng Mấy, qua giọng cao của Chế Linh. Chương trình rất là cổ đấy ạ. Đây, anh em nhìn thử cái phôi giúp em nha. 250 một đĩa gốc này của Chế Linh, mà các bác khuyến khích là mua cả đủ bộ đi, bởi vì không biết là bao giờ mới có về thêm những cái chương trình theo bộ này của Chế Linh đâu. Chế Linh 3 Hát Cho Người Tình Phụ. Trong này thì có thêm Đêm Nay Ai Đưa Em Về là rồi thì Chuyện Tình Buồn, Như Giọt Sầu Rơi, Trả Lại Em Yêu, Nếu Một Ngày, Hoa Học Trò, và có cả ca sĩ Hương Lan hát trong này nữa. Tiếp đến thì em đang có thêm một bộ 3 đĩa của giọng ca Randy. Đây là một giọng ca hay hát về mẹ đấy đúng không ạ, rất là ngọt ngào, rất là sâu lắng. Thì Randy hôm nay em có 3 chương trình này, khi hợp khúc Tình Yêu 1, Randy, Mỹ Huyền và Trung Tử Lưu. Anh em phải nhìn qua clip bài giúp em nhá, Tàu Đêm Năm Cũ, Rừng Lá Thấp, Dã Biệt Sài Gòn, Hai Vì Sao Là. Những cái chương trình này thì có giá 150 thôi, là chương trình tái bản. Rồi thì Randy, Ngọt Ngào, Quê Mẹ. Đây. Trong này thì những ca khúc hát về mẹ và hát về tình mẫu tử, ơn nghĩa sinh thành rất là hay. Randy thì rất là gắn bó với thể loại nhạc này. Rồi tiếp đến là những ca khúc hát về cha mẹ nữa, đó là album Chờ Tin Cha của Randy. Nơi Ấy Mẹ Mong, Xin Lời Mẹ Thăm Con, Nhớ Con, Hát Lời Mẹ Ru, rồi thì Xuân Này Bên Mẹ. Cũng có giá là 150 các bác nhá. Với cả một cái album cuối này là album mới phát hành trong tuần này. Album có tên là 30 năm tình ca quốc bảo. Trong này thì có thêm nhiều ca sĩ, trong như là Bằng Kiều này, Trần Thu Hà, Lê Hiếu, Nguyên Hà, đến những sáng tác của Quốc Bảo. Đây là album để tri ân kỷ niệm 30 năm tình ca đấy ạ. Đĩa này thì hơi đắt một chút, là 350, đĩa rất là xịn sò, rất là đắt, nhưng mà chẳng hiểu sao hãng làm cho cái quả bìa trông rất là bình thường đúng không? Em cầm được đĩa này em không nghĩ là đĩa này đắt đến thế, nhưng mà chương trình rất là hay các bác nhá. Giá mà hãng họ làm cái bìa trông nó xịn sò hơn một tí thì nhìn cầm trên tay nó đáng đồng tiền bát hạo hơn. Với cả cái album này cũng có cả phát hành cả chương trình đĩa than, bác nào mà thích đĩa than của cái album này thì liên hệ bên em luôn, bên em đang có sẵn luôn nhá. Rồi em xin nhắc lại, bác nào mà đã có hứng thú với những bộ dàn mới về ngày hôm nay, có cái nút K1000 siêu phẩm này, có hai bộ đường nóng M102 cũng rất là đẹp này, thì nhanh tay liên hệ số điện thoại của bà chủ yến là 0934 683 013 để đặt hàng. Bác nào mà muốn qua xem hàng cụ thể thì có thể qua cửa địa chỉ là 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Bên em ngoài ra thì có nhận ship cho các bác ở các tỉnh xa, thì bác em sẽ gửi về theo post tận nơi và các bác thể chuyển khoản trước cho em nhé. Với chương trình đĩa CD thì bên em cũng sẽ nhận ship COD từ 3 đĩa trở lên và miễn phí ship cho bác nào mua hàng từ 700.000 những chương trình đĩa này, thì các bác thể liên hệ số điện thoại trực tiếp của em luôn là 0912 906 897. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ đang rất là nắng rồi và em phải vào nhà em ăn cơm đây. Cảm ơn cả nhà nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.